để các con vô cho bánh bao bánh bao được không ạ? Trên theo cách có sử dụng điện thoại nghe nha, khi chơi game cộng đồng sử dụng tai nghe không mở ra ngoài, cứ nói chuyện với người kế bên cộng đồng với chị nhỏ tiếng trao đổi còn cách cách xung quanh thanh lý tư trang mang lên theo cách tự dưới đấy. Cái kia là đăng ký ở đâu? Cái ví dụ như bên phải là cái viên đánh cái gì ạ?
Cái túi ra, lấy cái túi ra,
Đó không phải bằng gỗ, không phải bằng sắt mà là bằng bê tông làm trên bờ. Bây giờ tí rõ và đúng. Đây là cái chợ này, tôi nó sẽ là một cái đoạn tông nhé, nên mình sẽ không thấy được cô ở bên kia là nó sẽ là một đoạn tông.
có một cái loại cua ở đây em thích ăn lắm, đó là con cua cua chồng, cua yếm vuông. Tức là nó là cua cái là cô chú hiểu rồi, cua là cua phải ăn cua đực thì cái thịt cua đực nó sẽ ngon hơn là thịt con cua gạch. Còn con cua gạch mà nó không có gạch thì tại vì người ta sẽ không có để nó, không có để nó, không có bán, không có bắt nó lúc nó chưa đó mà người ta sẽ để nó lớn. Tại vì nó là mình biết được, còn ví dụ mà con cua mình đâu có tiền cách nào mình biết. Em hiểu rồi, em dở biết dở rồi, nhưng mà con cua ví dụ mình cái bài đó là dựa theo một cái tích chuyện của Trung Quốc thì dựa theo một cái thực tế của con cua nữa. Tức là cái con cua đực và con cua cái nó sống chung với nhau đúng không? Là nó sống chung. Con cua cái dẫn cái cua đực về ăn á, ăn chồng. Người dân á mà bắt cua lên á là họ sẽ cột vào cái dây cước, cái dây mà đi rạp á. Thank you.
kính cô chú anh chị ạ. Cái cầu mình đang đi là cầu Năm Căn nhá. Rồi ở dưới bên chân cầu này nó có một cái dòng sông rất là hay nha cả nhà. Dòng sông này á, cho nên bình thường đây là dòng sông Việt Nam mà từ miền Đông ở miền Tây chảy sang miền Đông, hoặc là dòng sông chảy ngược ở Tây Nguyên. Nhưng mà cũng có thấy cái có nghe cái dòng sông nào mà từ biển này chảy sang biển kia chưa? Cái dòng sông như một bên đó. Đó, bên tay trái tay phải tay phải cái cây cao cao bự bự đó là cây đước. Còn phía cây nhỏ nhỏ một ngoài là cây dương tỷ thôi. Đúng rồi, do nhà đây cô chú thấy bao cái nhà dân luôn đấy, những cái đường đi đường thủy từ khu vực Năm Căn xuống Bắc Mũi là sẽ thấy rất là cộng đồng dân cư cũng khá là đông, tại vì người ta sống từ khu vực mà phải chạy giữa rễ cây này, rễ cây trước, rễ cây bồng này kia thì không có chạy được, hoặc là dướng mấy cái kiểu như là cái lò cá, là cơm cua của người dân nữa thì không có chạy được, bắt buộc á là họ phải chạy phía giữa mà lại chết này chứ không vô giờ. Ok, tiên tiên này nhớ học vô. Tại vì chạy dưới sông rồi, chạy dưới cửa sông không ạ? Giờ lên đường, bộ cũng chạy dưới đường không ạ? Cô chú nhìn sang bên tay trái ạ. Rồi người Khmer họ sống ở trên vùng đất này mà vào trong Việt Nam này ở theo sự quy định của chú Nguyễn. Đó thì đó người Hoa họ chọn cái vùng đất biển to qua cô chú đi nè. Và vùng đất mở là Biên Hòa để xây dựng ra hai cái phố đầu tiên ở trong Việt Nam là Biên Hòa đại phố. Phải xây một cái nhà thờ rất là lớn. Và đối diện cái nhà thờ là một cái chùa cũng rất là lớn luôn. Cái huyện Ngọc Hiển là huyện có đất mũi rồi nhưng mà chưa tới à. Bên tay trái với cô chú là cửa biển đó cô chú. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
làm thịt đi. Chụp luôn, chụp luôn. Rồi vô. Thấy là